Hello, xin chào các bạn. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm của nhà Montel và nó có tên là Intense Cafe. Chai nước hoa này cách đây khoảng tầm 5 năm nó rộ lên với một cái biệt danh đó là nữ hoàng phòng the, và đây cũng là một trong những mùi hương mà mình làm review đầu tiên trên cái kênh YouTube của mình, và có lẽ là mình cũng khá là được biết nhiều sau khi giải oan cho Intense Cafe rằng là nó không phải là cái phòng the gì cả và cái tên cà phê của nó cũng không đúng cho lắm. Và bây giờ ở trên tay mình đang là một cái phiên bản nâng cấp hơn, đó chính là Risotto Intense Cafe, cũng của Montel luôn. Về cái ngoại hình thì chúng ta có hai màu sắc khác nhau, và chúng ta hãy cùng nhau xem sự khác biệt này như thế nào nhé. Với cái phiên bản Risotto Intense Cafe này, các bạn lại có một cái màu, đó là ở cái phần đuôi nó sẽ là cái màu vàng, và lên trên thì bắt đầu là màu tím. Nó khác với cái phiên bản Intense Cafe này, nó chỉ có mỗi màu tím không thôi. Cái này thì nó cũng ánh sáng thì các bạn nhìn không rõ, các bạn tưởng màu đen nhưng mà nó là màu tím đậm ấy. Đây là hai cái sự khác biệt về cái phần màu sắc. Còn về cái phần chai ấy, thì nói thật là cái nhà Intense này họ làm cái phần chai rất nhẹ. Nhiều khi tôi thấy rằng là nhiều ông bán nước hoa chiết ấy, ông còn phải mang cái cân tiểu ly, ông cân xem là chai nước hoa này còn bao nhiêu. Tại vì thứ nhất là dùi thì không nhìn thấy được, nhưng mà nếu mà không ghi cái phần là chiết bao nhiêu lần rồi thì rất là khó để biết. Nhưng mà nếu như bạn nào thích một cái sự kiểu có một chai nước hoa theo cái kiểu kim loại như này, nhôm, chắc đây mình nghĩ là nhôm. Thứ hai là có cái nắp rất là xinh, biểu tượng đặc trưng của nhà Montel. Và cái thứ ba đó là rất nhẹ, rất rất nhẹ. Thì đây là một trong những chai nước hoa như vậy, các bạn rơi cũng thoải mái, không lo lắm đâu. Móp miếc các thứ thì mình cũng chưa gặp bao giờ, mặc dù chai này mình cũng rơi mấy lần rồi. Và đặc biệt đây còn là một thương hiệu nít nha, nít giá rẻ. Còn về phần mùi hương của Risotto Intense Cafe này thì có một điều mình phải nói ngay, đó là cái sự khác biệt về cái nốt hương cà phê. Ở đây cà phê nó không còn mất tích nữa, nó không còn trốn nữa, mà nó đã xuất hiện rồi. Nó đã thực sự xuất hiện. Với cái top note khi các bạn xịt cái mùi hương của Intense Cafe này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi khá là giống cái phiên bản cũ này. Một cái mùi hồng rất là nồng nàn, đúng kiểu làm theo cái hơi hướng kiểu Trung Đông, rất là nồng nàn. Nhưng mà các bạn sẽ ngửi khác với những cái chai kiểu đến từ những nhà như kiểu là Amat mấy thứ. Nó bị kiểu nồng nhưng mà nồng nàn nhưng mà nó bị hắc. Còn ở cái phiên bản này thì các bạn sẽ thấy là mùi hồng của nó có chiều sâu, đúng mang phong cách Trung Đông, và nó ngửi nó khá là mượt mà không bị quá là gắt. Đặc biệt là nếu như các bạn xịt vào những ngày lạnh như Hà Nội bây giờ thì nó rất là hợp lý. Và sau khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy cái món chủ đạo, đó là cà phê sẽ lên. Cà phê ở đây nó kết hợp cùng mùi hoa hồng. Cái hồng ở đây mình nghĩ là những cái cánh hồng nó rất là dày cánh này. Cái thứ hai là nét cà phê nó không phải là cái mùi quá là đắng, quá là khói, mà ở đây nó là mình liên tưởng tới cái mùi của một cái ly nâu, kiểu cà phê hơi ngọt, kiểu sữa sữa một tí, nhưng mà nó không quá là dày dặn, và hồng nó vẫn là chủ đạo. Cái nét cà phê ở đây bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được, nhưng mà để mà kiểu nó có rõ rệt như những chai chủ đạo cà phê không thì không. Cà phê ở đây chỉ là điểm cho hồng thôi, nhưng mà các bạn vẫn sẽ nhận thấy chứ không phải là như mất tích như em kia. Và cái nét cà phê này kể từ khi nó xuất hiện thì nó kết hợp cùng với hồng, nó kéo dài được khoảng tầm 3 tiếng ở trên da. Nó trở thành một cái combo mùi mình có cảm giác rằng là nó rất là phù hợp cho mùa đông, và đặc biệt là một cái mùi hồng ngửi khá là lạ mũi. Hồng cùng với cà phê thì không quá nhiều, chủ yếu là hồng vải này, hồng kiểu đất đất, hồng kiểu spicy. Nhưng mà đây cũng là một cái hướng làm hồng rất hay. Thực ra thì tôi thấy rằng là cái phiên bản Intense Cafe nó sẽ làm cho các bạn bị một cái là nhà Montel đang lừa các bạn. Nhưng mà với cái phiên bản này các bạn nên trải nghiệm thử, các bạn không nên để những cái ác cảm của cái phiên bản Intense Cafe lấn át các bạn sang cái phiên bản này. Tại vì thực sự cái phiên bản này mình thấy rõ được cà phê với hồng ở trong chai nước hoa này. Và sau đó thì mùi hương này nó có xu hướng nhẹ dần xuống, và lúc đấy thì mình không thấy nhiều cà phê cũng như hồng nữa, mà mình thấy một cái vai mùi cảm giác như kiểu đất đất, kiểu trầm trầm. Và cái nét này nó kéo dài khoảng tầm hơn một tiếng trên da. Để mình nhận xét về toàn bộ cái trải nghiệm của mình với mùi hương này, đó là đúng như cái tên, lên rõ, đúng cà phê này, có cà phê, có hồng, vẫn cái vai mùi một chút
hồng giữ điệp giữ lại của phiên bản Intense. Cái thứ hai đó là cái mùi hương này so nó với những cái gì mà Intense Cafe làm thì mình có cảm thấy rằng là họ đang cố gắng làm nịnh mũi hơn, hiền hòa hơn, và nó không còn mang cái nét kiểu synthetic như các bạn ngửi ở nhiều chai nước hoa của nhà Montel những sản phẩm cũ. Em này với lại em Blue Matcha cũng của nhà Montel này thì mình cảm thấy là gần đây họ làm có xu hướng nhẹ tay hơn khá là nhiều và dễ tiếp cận hơn. Và cái thứ ba đó là cái về cái độ bám tỏa của em này. Thì trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái mùi hương này thì cái độ bám tỏa của em nó cũng khá là khác biệt so với cái phiên bản Intense Cafe kia. Vậy thì cụ thể của độ bám tỏa của nó như thế nào? Thì cái mùi hương này khi mà mình xịt ở trên tay một shot thì nó tỏa khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến tầm một cánh tay quay đầu, trong khoảng tầm đấy thôi. Chứ nó không ngào ngạt như là mùi của Intense Cafe. Intense Cafe nếu như các bạn không kỹ lưỡng về cái việc xịt một tí thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi kiểu nồng nàn, đầm thắm vãi cái trưởng ra, kiểu lấn áp tất cả mọi nơi. Nhưng mà với cái phiên bản này, nó là một cái phiên bản mình đánh giá là nó có sự kìm hãm hơn, tiết chế hơn nhiều. Nên là với một shot xịt thì các bạn sẽ chỉ nhận được khoảng tầm một cánh tay hoặc là tầm đấy, tầm sấp xỉ, tầm nửa đến một cánh tay thôi. Và cái độ lưu hương của nó ấy, thì có một điều rằng là chúng ta thường biết đến sản phẩm của nhà Montel là lưu rất tốt. Nhưng cái phiên bản này ở trên tay mình thì cái độ lưu hương của nó tầm 6 đến 7 tiếng. Đây là một cái điều mà mình trải nghiệm và mình thấy rằng là wow, có vẻ như là họ đang thay đổi khá là nhiều những cái sản phẩm của nhà Montel gần đây, kể cả Blue Matcha kia, nó cũng không phải là cái kiểu tỏa khủng khiếp. Những gì mà mình nhớ của nhà Montel cách đây tầm 5 năm đó là những cái mùi hương bám tỏa nguyên ngày, nhưng mà với cái phiên bản này thì lại không. Đấy, cũng có thể là do mấy ngày nay nó chưa đủ quá lạnh, nên là khi mà nhiệt độ thời tiết nó vẫn đủ nóng thì nó làm cho cái độ lưu hương nó bị giảm. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà có trải nghiệm vào những ngày trời lạnh thì nó cũng chỉ tầm chắc là tầm thêm được khoảng tầm 1 tiếng đến 7 đến 8 giờ thôi. Đây là cái điều mà các bạn cần cân nhắc á, tại vì mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ rất thích nhà Montel này vì cái độ bám tỏa. Nhưng mà khi các bạn chuyển sang phiên bản này thì các bạn lại bị một cái hơi hụt hẫng một tí. Đây là cái điều mình nói trước luôn với các bạn là như vậy. Cái yếu tố tiếp theo đó là cái phong cách của mùi hương này như thế nào. Với cái phiên bản Intense Cafe thì một cái mùi rất là nồng nàn, rất là đậm đà, nên là với cá nhân mình thì mình không thích cái mùi hương đấy cho lắm. Còn với cái phiên bản này thì nó làm mình liên tưởng một phần nào đó tới chai nước hoa YSL Yves Saint Laurent Black Omium. Đấy, cái chai nước hoa đấy nó cũng là mùi cà phê ngọt. Thì ở cái phiên bản này mình có cảm giác rằng cô gái ở đây có phần bí ẩn hơn, vẫn vang một cái vai rất nữ tính. Có thể rằng là mặc những chiếc quần jean bó sát, rồi có thể rằng là mặc một cái chiếc áo da hoặc là một chiếc áo dạ, trông kiểu cá tính, trông kiểu là năng động và có phần kiểu thích những cái gang màu tối. Thì cái phiên bản này nó là như vậy. Cô gái ở đây thì trẻ thôi, không quá già. Với cái độ tuổi thì mình nghĩ là Intense Cafe này nó cái con này này nó già hơn cái phiên bản này trẻ hơn, tại vì nó có cái bay ngọt hơi sữa của cà phê nữa xuất hiện. Nên là với mình thì mình thấy là em này trẻ hơn, và có lẽ là sẽ là một cái bạn mình nghĩ là chắc là đi kiểu biker phân khối lớn đấy, kiểu cá tính như vậy, mạnh mẽ hẳn đến như vậy nhá, chứ không phải là cái kiểu là tự nhận là mình mạnh mẽ đâu, mà phải mạnh mẽ xuất hiện từ cái phong cách thời trang đến cả việc là các bạn đi xe, rồi các bạn kiểu nó cũng hơi kiểu bất cần một tí. Nếu mà ở nam thì mình sẽ nghĩ tới Dior Sauvage, nhưng mà ở cái phiên bản này thì mình nghĩ là em này là một cái phong thái như vậy, không quá là nữ tính, không quá là bánh bèo, nhưng mà nó vẫn toát lên tôi là một nữ giới và tôi kiểu thích những cái sự công bằng, tôi thích cái sự độc lập. Bạn này thì chắc là mình nghĩ là tầm 20, ngoài 20 đổ ra 21 là hoàn toàn hợp lý. Và mặc dù tiết chế về độ bám tỏa rồi, cũng như là mùi hương có phần ngọt hơn một xíu, nên là mình nghĩ rằng là cái phiên bản Dissetto này nó sẽ chỉ dành cho mùa đông thôi. Mùa thu trời bắt đầu chớm lạnh, các bạn đi chơi ở buổi tối thì các bạn có thể xịt được em nó. Và
và bật mí rằng em nó sẽ có ở trong lít nước hoa mùa đông giá rẻ dành cho nữ. Và bây giờ thì video hết rồi. Nếu như bạn đã xài chai nước hoa này thì bình luận ở phía dưới nhá. Và đừng quên việc like, share để mình có động lực làm lít 5 mùi hương cho nữ giá rẻ năm 2022 dành cho mùa đông. Tôi cũng lăn tăn lắm, có nhiều lựa chọn quá mà tôi chỉ kiểu nghiêng về nam nhiều. Nữ thì kiểu cố gắng làm sao để đáp ứng được các chị em phụ nữ thôi. Tại vì mình thấy là chị em phụ nữ cũng chỉ loanh quanh mùa đông năm 40 rồi Santo 33 thôi thì nó cũng hơi nhàm chán. Cũng hứa là sẽ làm lít rẻ, còn lít tầm trung và cao thì cũng sẽ cố gắng tìm những cái mùi hương mới theo cái tâm huyết là làm nước hoa cho nam sang làm nước hoa cho nữ để cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Và nhớ nha, like nha, share được thì càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.